Xin chào các em. Và bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa chi tiết câu số 4 trang 165 sách giáo khoa hóa học lớp 12 văn cơ bản. Câu số 4 đề bài của chúng ta như sau: cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch axit sulfuric loãng thì thu được 560 ml một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng với dung dịch đồng 2 sunfat CuSO4 thì thu được một chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng trong hai trường hợp trên và khối lượng chất rắn thu được. Đó, đây là đề bài câu số 4. Thì cô tóm tắt ở đây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 4 như sau. Thì thật ra câu số 4 này thì các em chỉ cần viết các phương trình phản ứng xảy ra thôi. Và mình sẽ tính toán theo phương trình là xong các em ạ. Thì đây như các em thấy này, khí thoát ra chính là khí hydro, biết thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn rồi. Vậy các em thì tìm được mol khí. Biết mol khí thì dựa vào phương trình này các em tìm được mol sắt, là ra được khối lượng m gam sắt ở đây. Vậy biết m gam sắt ở đây cho nhân đôi lên thì ra được giá trị sắt ở dưới. Được chưa? Thế thì lại tính toán theo phương trình này chúng ta sẽ tìm được cái a gam chất rắn thu được. Được chưa nào? Thì đó là cách làm câu số 4. Thế thì bây giờ cô sẽ chữa chi tiết nhá. Đầu tiên là sắt cộng với H2SO4 thì tạo thành FeSO4, sắt 2 sunfat cộng với khí hydro bay lên. Thế thì ở đây các em đổi về lít là chia 1000 là bằng 0,56 lít. Được chưa? Vậy cô sẽ tìm được mol của khí hydro cho thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn, vậy mol sẽ bằng V chia cho 22,4 là bằng 0,25 mol. 0,025 mol. Được chưa? Đó, hay cô điền mol vào đây là 0,025. Vậy từ mol khí hydro cô sẽ tìm được mol của sắt sẽ là 0,025 nhân 1 chia 1 thì cũng vẫn là 0,025 nhá. 0,025 nhân chéo nhân 1 chia ngang là chia 1, được chưa? Vẫn bằng 0,025. Đó, vậy là xong. Thế thì ở đây là cô từ đây có tìm được m rồi. Vậy m sắt ở trong trường hợp này bằng m gam và sẽ bằng số mol nhân m lớn là bằng 0,025 nhân 56 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1,4 gam các em nhé. Đó, được chưa? Đó, thế thì ở đây trong trường hợp 2m gam này thì số mol sắt cũng phải gấp đôi. Thế thì đây, thí nghiệm 2 đây, thí nghiệm 1 này. Thí nghiệm 2 là lượng sắt gấp đôi đi phản ứng với đồng 2 sunfat thì được sắt 2 sunfat cộng đồng. Vậy chất rắn đây này, cái chất rắn cần tìm chính là đồng em ạ. Đó. Thế thì trong trường hợp này em nhìn này, là 2m gam sắt phản ứng, được chưa? Vậy số mol cũng phải gấp đôi. Là đây nhá. NFE trong thí nghiệm 1 trong thí nghiệm 2 sẽ bằng 0,025 nhân 2 bằng 0,05. Được chưa? Mol. Đó. Ok nào. Và giá trị 2m này sẽ bằng khối lượng sắt ở trên là 1,4 nhân 2 bằng 2,8 gam nhá. Vậy cô tìm được 2m rồi đấy. Thế bây giờ mol của sắt trong trường hợp thí nghiệm 2 này là 0,05 thì mol chất rắn đồng thu được cũng là 0,005. 0,05 nhân 1 chia 1, được chưa? Là 0,05. Và từ đây cô suy ra khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng đồng đấy chính bằng số mol nhân m lớn là bằng 0,05 nhân 64. Thì đáp án của cô từ nhá, m chất rắn đồng thu được thì là 0,05 nhân 64 này là 3,2 gam này, đúng không? Tuy nhiên thì ở đây bài nó hỏi là gì nhỉ? Khối lượng chất rắn thu được. À thì đây chính là đồng đây, được chưa nào? Đó, thế là xong rồi. Thì đây chúng ta kết thúc câu số 4 ở đây. Thì ở câu này các em cần nhớ những điều gì? Thì em chỉ cần nhớ là kim loại mà trước hydro thì phản ứng được với axit sulfuric loãng tạo thành muối. Nhớ là sắt mà cộng với H2 môn loãng thì chỉ lên sắt 2 thôi và giải phóng khí hydro. Được chưa? Công thức tính mol theo khí cô nhắc rất nhiều lần rồi, n bằng v chia 22,4. Từ mol hydro thì được mol sắt, biết mol sắt là ra được m sắt trong trường hợp thí nghiệm 1 rồi,
Được chưa? Vậy ở thí nghiệm 2, khối lượng sắt gấp 2 lần, gấp đôi lên thì cũng nhân đôi mol lên. Được chưa? Và khối lượng cũng nhân 2 lần lên. Đó, vậy từ mol sắt có ra mol đồng. Đó là xong. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta kết thúc câu số 4 ở đây. Xin chào các em.